và bắt chuyền như trong clip sau. Con là một người sống ở một đảo nhỏ châu Âu đang tìm hiểu về Phật Pháp nhưng không có cơ hội đến chùa, chỉ tìm hiểu qua mạng nên con muốn được hiểu thấu đáo hơn về nhiều hướng. Sư không biết là sư khi mà sư mở ra như vậy đó thì quý vị có đọc được, có xem được hay không, sư không chắc nha. Từ 14 phút 34. Tại sao gọi là tiểu thừa? Tại sao gọi là đại thừa? Chỉ có tiếng thôi, không có hình. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any work. Tiểu có nghĩa là nhỏ, thừa là chiếc xe. Tiểu thừa là chiếc xe nhỏ. Đại là lớn, thừa là xe, đại thừa là chiếc xe lớn. Những người đại thừa đó cho rằng các vị sư Nam Tông là tiểu thừa, là các vị đó thì chỉ có ôm bát đi khất thực, rồi ăn tu, ít có hoạt động, ít có những cái tổ chức để hướng dẫn Phật tử tu tập. Giống như chiếc xe nhỏ chỉ có chở một hai người thôi. Còn đại thừa chẳng hạn như Phật giáo Bắc Tông của mình tổ chức cho Phật tử về tu tập, rồi hoạt động các Phật sự rất là nhiều và độ được rất là nhiều người, giống như chiếc xe lớn mà chở được nhiều người đó, đó gọi là đại thừa. Và tại sao người ta gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển? Phật giáo nguyên thủy cũng chỉ cho Phật giáo Nam Tông đó, bởi vì họ giữ nguyên cái hình thức sự tu tập thời Phật còn tại thế, cho nên gọi là Phật giáo nguyên thủy. Còn tại sao gọi là Phật giáo phát triển? Đó là Phật giáo đại thừa hay là Phật giáo Bắc Tông của chúng ta? Bởi vì mình tùy theo phương tiện phát huy cái giáo pháp của Đức Phật. Rồi, thì sư xem qua cái đoạn này đó, thì nó như thế này nè, nó giống như bây giờ mình người nhà thì con hát thì mẹ phải khen hay thôi. Giống như là bây giờ mình sống ở đất nước Việt Nam thì mình không có lý do gì mà cái chuyện mà mình đem mà mình chửi đất nước Việt Nam. Thì cái chuyện mà mình chửi, mình sống ở Việt Nam, mình là công dân Việt Nam mà mình đem mình chửi Việt Nam là một cái hành động thiếu trí. Nó sẽ đem lại cái điều bất lợi cho mình. Đấy. Chỉ có khi nào mà một số vị đó mà không có sống ở Việt Nam mà quý vị sống ở nước hải ngoại thì quý vị mới có khả năng là mạnh miệng. Đó là nhưng mà cái sư nói đây là gì? Dù cho quý vị muốn nói, có người dám nói hay không dám nói, mạnh miệng hay là không mạnh miệng, thì nó cũng không có nghĩa là chúng ta nói đúng sự thật. Không có nghĩa là chúng ta nói đúng sự thật. Chẳng qua là do chúng ta ở trong một cái vị thế nào đó, thì có đôi khi vì nhiều nguyên nhân thì chúng ta không có tiện để chúng ta nói xấu về cái nơi mà chúng ta đang nương tựa vào. Nhưng mà khi chúng ta nói về cái nơi mà chúng ta không có nương tựa đó, thì chúng ta sẽ nói mạnh miệng hơn. Còn có chuyện đúng sai đó, thì Hồng chưa có bàn tới. Rồi khi mà nói rồi nãy mà khi muốn gì trích đoạn như vậy đó, sẽ nói như thế này. Cái cách giải thích đó là cái cách hiểu mà xưa giờ người ta áp đặt cho Phật giáo nguyên thủy. Tuy nhiên á, chúng ta cần phải đi ngược lại cái dòng thời gian, đó là vào cái thời điểm mà phân chia hệ phái, phân chia là các tông phái đó. Thì ban đầu chỉ là một nhóm các tỳ kheo
do không có giữ giới, cho nên là các tỳ kheo đó có nhu cầu là gom những cái vị tỳ kheo kheo khác gom lại và tập trung lại, và vì đó chia ra gọi đó là đại chúng bộ. Và những vị kiên trì giữ lại cái giới luật thì các vị đó gọi là thượng tọa bộ. Ban đầu đại chúng bộ, cái việc mà các vị đó phạm giới đó, nói như cái thời bây giờ thì nó cũng không có tới cái mức độ mà nó nghiêm trọng, chứ nó không nghiêm trọng thì không đúng, mà có nghĩa là cho tới bây giờ thì chưa chắc gì các vị, một số vị nam truyền mà mình có thể giữ được những cái giới mà hồi xưa mà những vị kia mà phạm mình tách ra đấy. Có nghĩa là các cái vị mà phạm giới mà tách ra làm cái đại chúng bộ đó, có khi các vị đó giữ giới nghiêm hơn một số cái vị sư mà mang tiếng là nguyên thủy bây giờ. Rồi khi mà đại chúng bộ đó tách ra đó, và sau này còn tách ra làm nhiều cái tông phái khác nữa, và trong các cái tông phái đó, một số tông phái vì cái nhu cầu thu hút quần chúng, thành ra là tự nhận mình là đại thừa và gọi những cái tông phái mà không theo cái đường hướng của mình ấy, nó là tiểu thừa. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Còn cái chuyện không có cái đó, nó không có mang ý nghĩa gọi là nó chưa chắc nó đã đại diện cho sự thật. Nó chẳng qua là cái người mà theo mình ấy, thì mình gọi là đại thừa, còn người không theo mình thì mình gọi là tiểu thừa. Và cho đến rất là lâu rồi, là hình như là cũng gần cả trăm năm rồi, thì Liên Hợp Quốc Phật giáo thế giới mới quyết định là bỏ cái từ tiểu thừa đi, bởi vì đó là cái sự vu khống, cái sự vu khống đối với một nhóm những người không theo cái chủ trương đường lối chính sách của mình đấy. Và cái tư tưởng mà đại hay tiểu đó, thì có lẽ là ở trong một cái thời pháp khác sư sẽ nói rõ hơn, nhưng mà xin thưa là nó đó là một đã nói đó nó là một cái sự áp đặt, một sự áp đặt, thành ra đó, nó không có phải là chân lý và chúng ta không cần phải để tâm tới làm cái gì. Chúng ta chỉ cần để tâm là cái lời Phật dạy có đem lại lợi ích hay không, chúng ta có xài được hay không, những lời Phật dạy có xài được hay không. Chứ còn mà chúng ta mang những cái tên gọi mà tông phái đó, thì tự chúng ta giới hạn chúng ta. Có những người cư sĩ Phật tử họ tâm sự với sư, nói là con bây giờ là cỡ 60 rồi, mà hơn 50 năm đi tu theo một cái truyền thống, mà cho tới bây giờ con nghĩ lại là con không biết cái gì hết, ngoại trừ cái chuyện mà phóng sanh làm phước, con không có một cái chữ gì ở trong đầu hết. Chỉ nhờ phước duyên gặp Phật giáo Nguyên Thủy, rồi tham dự những cái lớp học giáo lý, thì khi đó thì con mới mở mang kiến thức ra. Và sư nói ở đây thì không có nghĩa là Phật giáo Bắc truyền không có các lớp giáo lý, có lẽ có đó, nhưng mà cái cơ hội mà quý vị đến với Phật giáo Nam truyền mà quý vị học giáo lý đó thì nó vẫn rất là nhiều. Rồi còn cái gì nữa không? Còn hai cái vấn đề mà tông phái mà nó các cái sự khác biệt về tông phái đó, nhiều chuyện để nói, nhiều chuyện để nói. Nhưng mà như xin nói có lẽ là khi nào mà gặp riêng quý vị đó rồi chúng ta nói chuyện với nhau một cách nó thoải mái,
Chứ còn bản thân sư đó, mà khi mà sư nói nó quá kỹ, quá chi tiết thì người ta sẽ đem ra, người ta cắt ghép rồi người ta nói ông sư Hạnh Tuệ này ổng bôi nhọ chỗ này, bôi nhọ chỗ kia. Mà sư nhấn mạnh một điều, một người tên là Hùng không có nghĩa là ảnh là anh hùng, ảnh là tài giỏi, chẳng qua ảnh là có khi chẳng qua chỉ là đàn ông thôi, là nam, con trai, người ta đặt tên Hùng. Một người mà tên là Hương thì không có nghĩa là cổ phải thơm hay là phải có hương, hương gì, hương giới, hương đức, hương gì hết trơn, mà chẳng qua là người nữ thì đặt tên là Hương thôi. Một người mà gọi mình á là gọi là đại thừa, tạm lãm xưng như vậy, có đôi khi không có nghĩa, chưa chắc là có nghĩa là vì đó là một cái người có cái chí lớn, có cái đại nguyện lớn, có cái đại hạnh lớn, có cái tâm lực lớn, có cái tu hành lớn, mà đôi khi nó chẳng qua là một cái tên gọi của cái hệ phái thôi. Và bản thân mình cũng không có tu hành gì hết và mình vẫn vỗ ngực xưng tên mình là đại thừa. Rồi có những người đó gọi mình là một vị sư nguyên thủy, nhưng mà thực tế có khi nó không dính dáng tới nguyên thủy hết trơn, không dính dáng tới nguyên thủy hết trơn. Mình vẫn tà kiến như ai, vẫn chơi bời đàn điếm như ai, vẫn phá giới như ai, chẳng qua đó là mình là theo một cái hệ phái, và hệ phái được gọi là hệ phái nguyên thủy thì mình gọi mình là một nhà tu nguyên thủy. Thành ra cần phải hiểu cái tên và cái bản chất đôi khi nó khác xa nhau lắm. Và cái chúng ta cần là cái bản chất, cần là cái bản chất, chứ còn mình đâu có cần một cái danh, một cái tên nghe cho nó oai, nghe cho nó sang, mà rốt cuộc là cái bản chất mình không có thì nó cũng vậy thôi. Rồi.